Đại Phụng Đả Canh Nhân chương 471, không nói láo hai. Nội viện, nhà chính. Trần Quý Phi lười biếng dựa vào giường mềm, hai thiếp thân cung nữ hầu hạ, một người bóp vai cho nàng, một người bóp chân cho nàng. Trong hậu cung của Nguyên Cảnh Đế không có Hoàng Quý Phi, Trần Quý Phi có thể nói là dưới một người, trên các vị phi. Hơn nữa, không lâu nữa, địa vị nàng trong hậu cung liền thật sự nhìn quanh vô địch. Trong tay đang cầm một quyển sách, Trần Quý Phi cười nói, Xuân Đình Nguyệt này viết thật hay, bản cung hôm nay càng đọc càng thích. Lan Nhi mím môi cười khẽ, nương nương đây là tâm tình tốt, đọc sách mới cảm thấy hay. Một vị cung nữ khác cười phụ họa, đúng vậy, thái tử tuy còn chưa từ đại lý tự đi ra, nhưng cũng là chuyện sớm muộn gì. Nương nương gần đây lấy nước mắt rửa mặt, các nô tỳ đau lòng muốn chết. Lan Nhi nhỏ giọng nói, thật không ngờ đường đường hoàng hậu, thủ đoạn lại độc ác như thế, hại Phúc Phi, mưu hại thái tử, chúng ta còn tưởng bà ta thật sự mặc từ tâm thiện. Trần Quý Phi nhăn mặt nhíu mày, trách cứ, không được nói xấu hoàng hậu nương nương. Nương nương, ngài chính là quá cẩn thận rồi. Bệ hạ ở buổi chầu đề xuất phế hậu, chờ sau khi chư công xác nhận, bà ta liền không là hoàng hậu nương nương nữa. Một vị cung nữ khác cười khanh khách. Có lẽ nương nương của chúng ta không lâu nữa chính là hoàng hậu rồi. Trần Quý Phi liên tục nhíu mày, muốn răng dạy hai cung nữ nói chuyện không biết lựa lời, chợt nghe một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Mẫu phi, Lâm An tới rồi. Ngoài cửa có ánh sáng chớp lên, bóng Lâm An lao vào trong phòng, tiếp theo, làn váy màu lửa đỏ như một đám lửa khói chớp lên ở trong gió. Hai đại cung nữ ăn ý ngậm miệng, chấm dứt đề tài. Trần Quý Phi lộ ra nét mặt từ ái, thẳng cái lưng thon lên, vẫy tay nói, Lâm An, buổi sáng không phải vừa tới sao? Nhớ mẫu phi mà, hận không thể ở mãi cung Cảnh Tú, mỗi ngày làm bạn với mẫu phi. Lâm An là cô nương biết làm nũng, người đẹp lại ăn nói ngọt ngào, mặc kệ Nguyên Cảnh Đế hay Trần Quý Phi đều rất cưng chiều nàng. Vậy thì nói chuyện phím với mẫu phi một lát, chờ con cảm thấy nhàm chán, lại về Thiều Âm Uyển. Trần Quý Phi kéo bàn tay con gái, để nàng ngồi ở bên cạnh mình. Vâng. Phiếu Phiếu sau khi ngồi xuống, dịu dàng nói, chủ yếu là nhớ mẫu phi, sau đó nhân tiện làm chút chuyện. Nụ cười của Trần Quý Phi không thay đổi, dịu dàng nói, chuyện gì? Phiếu Phiếu nhìn về phía Lan Nhi, dặn dò, Hứa đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, hắn chờ ở sảnh bên ngoại viện, ngươi qua đó một chuyến. Nói xong, hướng Trần Quý Phi giải thích, chính là đã canh nhân Hứa Thất An con bồi dưỡng, mẫu phi đối với hắn cũng có ấn tượng, án thái tử ca ca hắn đang xử lý. Tựa như có lời gì muốn dò hỏi Lan Nhi, nhưng nô tài canh cửa không cho hắn vào. Trần Quý Phi trầm ngâm một lát, phất phất tay, Lan Nhi, ngươi đi gặp hắn chút đi. Vâng. Lan Nhi nói, hai tay đặt ngang ở bụng, bước sen uyển chuyển, vượt qua bậc cửa, ra khỏi sân nhà, bóng người càng lúc càng xa. Lâm An thu hồi ánh mắt, theo đề tài này, mẫu phi, thái tử ca ca có thể khôi phục trong sạch, còn phải dựa vào Hứa Thất An nhiều. Mẫu phi không biết, con bồi dưỡng hắn rất vất vả. Người luôn nói Hoài Khánh biết bồi dưỡng nhân tài, nuôi thế lực, thật ra Lâm An cũng không kém. Con lúc vừa quen biết hắn, hắn còn là một bộ khoái nho nhỏ của huyện Trường Nhạc. Còn không phải con vất vả bồi dưỡng, mang hắn bồi dưỡng xuất sắc như vậy. Trần Quý Phi kinh ngạc nói, con là như thế nào quen biết một bộ khoái nho nhỏ? Ai da, đừng để ý những chi tiết nhỏ này mà. Dù sao nhân tài con bồi dưỡng đã cứu thái tử ca ca, đúng hay không? Đúng đúng đúng, may mà có Lâm An, lần này nếu không có người Lâm An bồi dưỡng góp sức, thái tử ca ca của con đã nguy hiểm rồi. Trần Quý Phi nhéo nhéo khuôn mặt trứng ngỗng tràn đầy cảm giác thịt của con gái. Trong sảnh bên, Hứa Thất An ngồi ghế dựa, trong tay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trà cung Cảnh Tú này, cho dù là dùng để chiêu đãi khách nhân, cũng thuần hương hơn xa so với trà ngon thẩm thẩm cất giữ. Nhưng so với trà vừa rồi Lâm An uống, vẫn kém không ít. Quay về hỏi Lâm An xin mấy lượng lá trà, cũng để nhị thúc thẩm thẩm bọn họ nếm thử cống phẩm. Hứa Thất An nghĩ, uống một ngụm ngon lành, sau đó nhìn về phía Tiểu Hoạn Quan đứng hầu bên cạnh, cười nói. Tiểu công công, ngươi là bệ hạ phái tới giám sát bản quan, dùng lời quan trường để nói, là khâm sai đại thần đấy. Ngồi, đừng đứng. Tiểu Hoạn Quan thế mà lại có vài phần kiến thức, bất đắc dĩ nói, trời kinh, đó mới là khâm sai. Nô tài đây không phải còn ở trong cung sao, vậy vẫn như cũ là nô tài, như đám tuần phủ kia, ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, nhưng trở về kinh, không phải chỉ là một ngự sử nho nhỏ sao? Lời này mang Hứa Thất An chọc cười, lập luận sắc sảo nha. Trương Tùng Phủ nếu về kinh, chỉ là đệ đệ, mà ở bên ngoài, hắn uy phong lẫm liệt, cho dù là bố chính sứ, đô chỉ huy sứ đại lão như vậy, cũng phải cung kính, tự xưng hạ quan. Đúng rồi, tiểu công công là đương sai trong tẩm cung của bệ hạ nhỉ? Hứa Thất An hỏi. Tiểu công công gật gật đầu. Hôm qua tiểu công công báo cáo xong, bệ hạ liền đi cung phượng tê của hoàng hậu. Có cái nghi vấn, Hứa Thất An giấu ở trong lòng thật lâu. Ngày hôm qua từ trong giải cắt ra được sâu xa của Hoàng Tiểu Nhu cùng hoàng hậu, manh mối bắt đầu chỉ hướng hoàng hậu, nhưng ghi lại thu chi của ngự dược phòng bị người ta lặng lẽ xé bỏ, bởi vậy không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh là hoàng hậu cứu Hoàng Tiểu Nhu. Lấy trí tuệ cùng tâm kế của Nguyên Cảnh Đế, không nên ở lúc hồ sơ chưa rõ ràng, đã nôn nóng đi chất vấn hoàng hậu. Nếu Nguyên Cảnh Đế thực là kẻ xúc động ngốc nghếch như thế, sau khi vụ án thái tử xảy ra, hắn nên trực tiếp phế thái tử. Không phải, tiểu hoạn quan lắc đầu, do dự một lát, nhỏ giọng nói. Là Trần Quý Phi đi tẩm cung của bệ hạ khóc lóc kể lễ, lên án hoàng hậu mưu hại thái tử, bệ hạ niệm tình cảm với Quý Phi, lúc này mới đi cung phượng tê chất vấn hoàng hậu. Nô tài cũng là khi đó, bị bệ hạ gọi đến hỏi, lúc ấy nô tài còn chưa chủ động báo cáo đâu. Trần Quý Phi là như thế nào biết tiến triển vụ án? Không cần phải nói, khẳng định là Phiếu Phiếu nói cho nàng, nha đầu thối vừa thấy vụ án có tiến triển mang tính đột phá, cách thái tử tiến thêm một bước, vì thế vui vẻ tìm mẫu thân chia sẻ vui sướng, không thể tránh được. Đang trò chuyện, một nữ tử mặc cung trang màu xanh lục bước qua bậc cửa, vào sảnh bên. Nàng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, khoảng 24-25 tuổi, mắt là loại mắt hạnh tròn tròn, giống với chữ Thải Vi, nhưng không to được như người sau. Đôi mắt to của chữ Thải Vi luôn khiến Hứa Thất An nghĩ đến lão bà người giấy 2D. Lại thêm mặt trứng ngỗng mượt mà, ngọt ngào đáng yêu, danh hiệu em gái mắt to dễ thương hoàn toàn xứng đáng. Vị cung nữ này vào sảnh bên, uyển chuyển thi lễ, nói, ra mắt Hứa đại nhân. Lan Nhi tỷ tỷ. Hứa Thất An cười đáp lễ. Lan Nhi đứng ở trong sảnh bên, khẽ gật đầu, Hứa đại nhân muốn hỏi cái gì? Nương nương còn chờ nô tỳ hầu hạ. Hứa Thất An lập tức nói, xin lỗi, ti chức cũng là phụng chỉ làm việc. Dừng một chút, hắn không nói lời thừa nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lan Nhi tỷ tỷ trước đó vài ngày từng đi ngự dược phòng. Lan Nhi gật đầu. Đi làm cái gì? Thái tử gặp chuyện tới nay, nương nương suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần uể oải, ngày đó bị đau đầu, nô tỳ đi ngự dược phòng lấy chút thuốc thư thần tỉnh não. Lan Nhi thản nhiên trả lời. Ngươi có xé sổ sách thu chi ngự dược phòng hay không? Hứa Thất An hỏi. Hắn đối với cung nữ cùng thái giám khác trên danh sách, cũng là dứt khoát lưu loát như vậy. Có vọng khí thuật, tương đương với một cỗ máy phát hiện nói dối chuẩn 100%, so với camera giám sát còn tốt hơn. Tuy vọng khí thuật có rất nhiều hạn chế, có thể bị pháp khí che chắn, vô dụng đối với thuật sĩ, cũng không thể dùng để lên án quan viên tứ phẩm trở lên, vụ án Phúc Phi liên quan nền tảng lập quốc, cũng không thể dùng vọng khí thuật làm chứng cớ. Nhưng đối với các thái giám cung nữ này, vọng khí thuật không chịu hạn chế, với lại Hứa Thất An chỉ là dùng để phụ trợ. Ta trước xác định ngươi là ma sói, sau đó lại đến điều tra ngươi. Cái này đơn giản thuận tiện hơn nhiều so với tìm hiểu nguồn gốc tìm manh mối. Lan Nhi ngẩn người, tựa như không ngờ Hứa Thất An đơn giản thô bạo như thế, nàng lắc đầu, không có. Phù, nói là nói thật. Hứa Thất An thi triển vọng khí thuật, ở trong lòng thất vọng thở dài một tiếng. Xem ra hắn phán đoán là sai, người xé bỏ sổ sách không phải ở trong vòng 5 ngày vào ngự dược phòng, mà là sớm hơn trước đó. Về phần vụng trộn tiến vào ngự dược phòng, khả năng này không lớn. Bởi vì ngự dược phòng của Nguyên Cảnh Đế chứa đựng linh đan diệu dược quý giá, kho vàng nhỏ của cẩu hoàng đế đều dùng để luyện đan, mang ngự dược phòng hình dung thành kho báu cũng không quá phận. Đã là kho báu, bên ngoài tự nhiên trọng binh gác, không phải nói lẻn vào là lẻn vào. Hai khả năng, người xé sổ sách là ở hơn 5 ngày trước vào ngự dược phòng. Hoặc, trong ngự dược phòng có một phản đồ. Đợi lát nữa đi dò hỏi cung nữ cùng thái giám làm việc trong ngự dược phòng. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đứng dậy, chắp tay nói, ta hỏi xong rồi, nhưng án này còn chưa chấm dứt, về sau còn có thể bái phỏng. Hắn dự phòng trước, đỡ cho bị đóng sập cửa vào mặt. Nghe vậy, trong mắt Lan Nhi toát ra sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Hứa Thất An vội vàng nói, để sau mang chút quà tới cho Lan Nhi tỷ tỷ. Bánh đậu xanh của Quế Nguyệt Lâu ở Kinh Thành là món điểm tâm thương hiệu. Hắn biết Lan Nhi thích ăn bánh đậu xanh, trên đường đến cung Cảnh Tú, Lâm An từng nói với hắn. Không cần nữa. Lan Nhi lắc đầu, mang theo xa cách cùng một chút mâu thuẫn, thản nhiên nói, nô tỳ không thích ăn bánh đậu xanh. Bị chán ghét sao? À, nữ nhân này nhìn qua cũng sắp tới tuổi như sói như hổ rồi, thế mà thái độ ác liệt như thế đối với ta loại mỹ nam tử thế gian hiếm thấy này. Là thoát thai hoàng hiệu quả không đủ tốt, hay là vườn hồng chưa ai vào, bởi vậy không biết chỗ tốt của nam nhân. Đã như vậy, bản quan không quấy rầy. Hứa Thất An bỗng nhiên cứng đờ. Trong tầm nhìn vọng khí thuật cung cấp, Lan Nhi cảm xúc rất ổn định, không nói láo. Không nói láo. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An khó che giấu đi vẻ mặt kinh ngạc. Kết quả vọng khí thuật kiểm tra ra khiến trong lòng hắn đột nhiên cảnh giác, các loại ý niệm va chạm nhau, đống lửa văng tung tóe. Hắn nhanh chóng nghĩ tới hai loại khả năng. Một, Lan Nhi thật ra không thích ăn bánh đậu xanh, sở dĩ biểu hiện thích ăn là muốn lấy lòng Trần Quý Phi. Hai, cô ta đang nói dối, vọng khí thuật chưa phân biệt ra, cái này ý nghĩa trên người cô ta có pháp khí che chắn vọng khí thuật. Loại khả năng đầu tiên, tạm thời không thể phán đoán. Loại khả năng thứ hai, mới là nguyên nhân khiến Hứa Thất An da đầu phát tê, adrenaline điên cuồng tiết ra. Cung nữ cung Cảnh Tú sao có thể có pháp khí che chắn vọng khí thuật? Nàng đeo pháp khí che chắn vọng khí thuật làm cái gì? Trừ phi, nàng mấy ngày nay cần dùng loại pháp khí này để che trời qua biển. Trừ phi nàng biết mình sắp tới sẽ gặp phải tra hỏi. Nàng mấy ngày nay đã làm cái gì? Nàng từng đi ngự dược phòng. Về phần có phải bị thay mận đổi đào hay không, thật ra Lan Nhi đứng ở trước mắt là người ngoài, dịch dung giả trang. Hứa Thất An cảm thấy khả năng không lớn, nếu mặt nạ da người, không thể gạt được hắn quan sát. Nếu là thuật biến ảo của cường giả đẳng cấp cao, càng thêm không có khả năng. Nơi này là hoàng cung, cường giả đẳng cấp cao căn bản không lẻn vào được. Hứa đại nhân. Lan Nhi nhíu nhíu mày, nheo mắt đánh giá Hứa Thất An mất đi sự quản lý vẻ mặt. Không thể dễ dàng kết luận, có lẽ nàng chỉ là không thích ăn bánh đậu xanh, trong lúc vô ý nói ra lời trong lòng. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An không bối rối đi ổn định cảm xúc, mà là để sắc mặt vẫn duy trì không ổn nhất định, nhìn chằm chằm Lan Nhi, giọng điệu hơi khó chịu nói. Lan Nhi cô nương tuy là người bên cạnh Trần Quý Phi, nhưng tính tình không khỏi cũng quá lớn chút, bản quan từng đổ máu, lập được công lao hãn mã cho triều đình, Lan Nhi cô nương thái độ khinh mạn như thế, là có ý kiến đối với bản quan. Lan Nhi nhìn hắn, thản nhiên nói, Hứa đại nhân nghĩ nhiều rồi, nô tỳ không phải là khinh mạn, đối với đại nhân cũng không có ý kiến. Dừng một chút, thi lễ nói, nô tỳ còn vội trở về hầu hạ Quý Phi nương nương. Nói xong, bước ra cửa, rời khỏi. Nhìn bóng lưng cung nữ rời khỏi, tâm tình Hứa Thất An chìm vào đáy vực. Vừa rồi, vọng khí thuật truyền lại, Lan Nhi vẫn như cũ chưa nói láo. Một câu chất vấn cuối cùng, đã là Hứa Thất An đang che giấu mình thất thố, cũng là đào hố chờ Lan Nhi nhảy. Đầu tiên, Lan Nhi rất mất kiên nhẫn đối với lần dò hỏi này, quan cảm đối với hắn cũng là chán ghét, muốn nhanh chóng đuổi đi. Một điểm này Hứa Thất An có thể xác nhận. Mà người bình thường ở lúc đối mặt chất vấn kiểu, ngươi có phải chán ghét ta hay không, xuất phát từ lễ phép, sẽ theo bản năng lấy lệ, không thừa nhận, vì thế liền cấu thành nói dối. Nhưng ở trong vọng khí thuật đáp lại, cảm xúc của Lan Nhi dị thường ổn định, chưa kiểm tra được nói dối. Bởi vậy, hầu như có thể xác nhận trên thân cung nữ này có pháp khí che chắn vọng khí thuật, cũng từ khía cạnh nghiệm chứng cô ta chột dạ, cố ý dùng loại thủ đoạn này tránh né tra hỏi. Đến nơi đây, một cái chân tướng làm người ta nghĩ kỹ mà sợ được vạch trần. Người phía sau màn là cô ta, Trần Quý Phi. Giờ khắc này, vô số chi tiết, manh mối hiện lên ở trong đầu Hứa Thất An, tin tức như hồ nước sôi trào. Cái này ta thật sự không ngờ tới. Nhanh rời khỏi nơi này, hướng Ngụy Công cùng Hoài Khánh bẩm báo phát hiện của ta. Hứa Thất An không muốn nán lại cung Cảnh Tú một khắc nào. Cảm giác này, tựa như ở đêm khuya tối đen, tiến vào khách sạn núi hoang nào đó, lại phát hiện đây là một căn nhà ma. Nhân viên chiêu đãi là một ác quỷ trong mắt treo ở trên mặt, mặt đầy thịt thối, giòi bọ bò lỗng ngỗng. Từng món ăn ở trên bàn là giòi bọ, là cứt, là thịt thối, là đầu người. Hứa Thất An là người sống trong lúc vô ý khám phá bí mật của nhà ma, da đầu phát tê, chỉ muốn giả vờ mình cái gì cũng không biết, sau đó thừa dịp trước khi ác quỷ phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi. Ta hỏi xong rồi, tiểu công công, chúng ta trở về đi. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình thản ung dung đề xuất rời khỏi. Vâng. Tiểu Hoạn Quan không nghi ngờ có gì khác, rất thoải mái lên tiếng, theo phía sau Hứa Thất An bước ra khỏi bậc cửa sảnh bên. Đợi một chút. Bước chân Hứa Thất An bỗng cứng đờ, nếu Trần Quý Phi là người phía sau màn, như vậy mọi thứ hoàng hậu gặp được, chính là cái giá Trần Quý Phi sắp phải trả, tước đoạt địa vị, nhốt vào lãnh cung. Thái tử sẽ không bị phế, nói không chừng, thái tử thế nào, Hứa Thất An không quan tâm, hắn quan tâm là, Lâm An làm sao bây giờ. Nàng hôm nay rất vui vẻ, bởi vì vụ án sắp được phá, thái tử vô tội được thả là chuyện sớm hay muộn. Nhưng kế tiếp, ta có thể tự tay mang mẫu phi của nàng đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nàng sau khi biết chuyện này, hẳn là sẽ hận ta nhỉ. So sánh với Hoài Khánh, cô nương như Lâm An năng lực thừa nhận tâm lý càng kém hơn, mẫu phi bị đưa vào lãnh cung, thậm chí bị ban cho giải lụa trắng cùng rượu độc đều là điều có khả năng. Không nói chuyện hoàng đế sủng ái, chỉ nói từ trên địa vị, quý phi kém xa hoàng hậu. Hoàng hậu là chính thê của hoàng đế, có lẽ hại chết một phi tử sẽ không bị ban cho cái chết, nhưng quý phi thì sao, quý phi có đãi ngộ như vậy sao? Hứa đại nhân, Hứa đại nhân. Tiểu Hoạn Quan thấy Hứa Thất An ngây người tại chỗ, nhịn không được hô vài tiếng. Hứa Thất An giật mình hoàn hồn, vẫn không nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên, đồng thời, trong lòng hiện lên một ít hoang mang. Sau khi biết được người phía sau màn là Trần Quý Phi, hắn vẫn như cũ chưa cởi bỏ được toàn bộ nghi vấn. Đi về trước đi. Chuyện này tạm thời chưa nói với Ngụy Uyên, vì Lâm An, ta cân nhắc chút nữa. Đến cửa sân, Hoạn Quan canh cửa kia oán giận bất bình nhìn Hứa Thất An. Nhưng khi Hứa Thất An đến gần, hắn lại lập tức thu liễm cảm xúc, thành thật, cung kính. Đúng rồi, ngươi thu bạc của ta, vào bên trong, có hỗ trợ thông truyền không? Hứa Thất An dừng lại ở trước mặt Hoạn Quan canh cửa. Đương nhiên. Hoạn Quan canh cửa bất đắc dĩ nói, tiểu nhân đã thông truyền, nhưng Lan Nhi tỷ tỷ nói không gặp, nô tài nổi lòng tham, không muốn trả lại ngân phiếu, lại không tiện hướng đại nhân ngài ăn nói, liền. Cho nên cô ta là có chuẩn bị. Hứa Thất An gật đầu, đang muốn rời khỏi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của Lan Nhi. Hứa đại nhân đừng đi vội. Lan Nhi cô nương. Cơ lưng Hứa Thất An lặng lẽ căng lên, mặt ngoài như không có việc gì xoay người, chuyện gì? Đại cung nữ bộ dáng xinh đẹp ngừng lại, cười mỉm, nương nương muốn cảm tạ Hứa đại nhân phá vụ án Phúc Phi, để thái tử điện hạ rửa oan, mời ngài đi qua một chuyến, giáp mặt cảm tạ. Cơ bắp Hứa Thất An vừa mới thả lỏng, lại căng lên. Có lẽ là bởi có tật giật mình, có chút da đầu phát tê. Bản quan còn có việc quan trọng trong người, không tiện lưu lại, vụ án Phúc Phi là phụng chỉ làm việc, là chức trách, nương nương không cần cảm tạ. Hắn bây giờ không muốn gặp Trần Quý Phi. Hứa đại nhân thực khách khí. Lan Nhi che miệng cười khẽ, như vui đùa nói, nương nương nói, Hứa đại nhân không đi gặp nàng liền không cho Hứa đại nhân bước ra khỏi cung cảnh tú nửa bước. Đệt con mợ. Lòng Hứa Thất An bỗng trầm xuống, lặng lẽ phát tán nguyên thần, cảm ứng quanh mình, xác nhận chưa đạt được tín hiệu nguy hiểm, dội lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện của ta vừa rồi cũng chưa nói cho ai, bao gồm bản thân Lan Nhi cũng chưa phát giác manh mối, Trần Quý Phi không có khả năng biết ta đã nhìn thấu quỷ kế của bà ta, hẳn chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ ta, làm bộ chút. Lui một bước mà nói, nơi này là hoàng cung, bên ngoài có đại nội thị vệ, bên trong có Lâm An, cùng với vị cơ sở ngầm này bên cạnh Nguyên Cảnh Đế phái tới giám sát ta, Trần Quý Phi không có khả năng cũng không dám ở nơi đây như thế nào đối với ta. Với lại, tu vi ta một đao hai tên Lý Ngọc Xuân, cũng không phải là ăn chay. Được, làm phiền Lan Nhi cô nương dẫn đường. Hứa Thất An lại quay đầu nói với Tiểu Hoạn Quan, ngươi cũng đi theo. Hai người đi theo phía sau Lan Nhi cung trang màu hoa sen, xuyên qua hành lang gấp khúc ở tiền viện, vào hậu viện. Nhà chính của cung cảnh tú là một tòa lầu các 2 tầng xây dựng tinh xảo, ngói đen tầng tầng lớp lớp, mái cong đấu giác, 4 nóc nhà có 12 con diêm thú ngồi. Lầu 2 có đài quan sát để nhìn xa, thích hợp ở xuân về hoa nở, hoặc cuối thu mát mẻ uống rượu, ngắm cảnh. Tới nội viện, Tiểu Hoạn Quan dùng sức ho khan một tiếng, đưa ra nhắc nhở. Hứa Thất An ngầm hiểu, ngừng lại ở trong sân. Lan Nhi bước chân không ngừng, một mình vào buồng trong, tiếp theo, Hứa Thất An bắt giữ được thanh âm khe khẽ của nàng, nương nương, Hứa đại nhân đến rồi. Trần Quý Phi từng một tiếng, dịu dàng nói, ta có mấy lời muốn nói với Hứa đại nhân, các ngươi lui hết ra, đi ngoại viện. Sau đó là tiếng của Lâm An, nũng nịu nói, a, Lâm An cũng phải đi sao? Con không đi, con không đi. Lâm An nghe lời. Hừ. Trần Quý Phi đây là ý tứ gì, vì sao phải đuổi người khác ra, có lời nào là mọi người không thể ngồi ở dưới ánh mặt trời thảo luận? Hứa Thất An chau mày. Ngay sau đó, Lâm An cùng hai đại cung nữ trong phòng bước ra ngoài cửa, khi sát qua bên người Hứa Thất An, phiếu phiếu lén thè lưỡi, thấp giọng nói. Lát nữa nhớ phải hướng bản cung báo cáo. Tiểu Hoạn Quan ở vào thế khó xử, đang không biết nên đi nơi nào, liền nghe Lan Nhi nói, nương nương nói, người khác lui ra, ngươi không có tai sao? Ai? Tiểu Hoạn Quan gật đầu đáp lời, xoay người đi lên theo. Đợi chút. Hứa Thất An gọi hắn lại, khiển trách, bệ hạ phái ngươi tới giám sát ta, ngươi phải có tự giác của Khâm Sai đại thần, lưng thẳng chút. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, bản quan chung quy là ngoại thần, cùng Quý Phi nương nương không tiện gặp mặt riêng, vị tiểu công công này phụ trách giám sát bản quan, là phụng ý chỉ bệ hạ. Hắn lời này mặt ngoài là nói cho Lan Nhi nghe, thật ra là nói với Trần Quý Phi bên trong. Vài giây im lặng, trong phòng truyền đến tiếng của Trần Quý Phi, vậy chờ bên ngoài đi. Đứng xa một chút, Hứa Thất An phất phất tay. Tiểu Hoạn Quan thuận theo lui đến nơi xa. Đứng ở trong sân, Hứa Thất An làm bộ sửa sang lại mũ áo, thật ra thừa dịp thời gian ngắn ngủi này cân nhắc lợi hại, đoán chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Nếu chỉ là cảm tạ ta, không cần thiết đuổi mọi người lui xuống, đổi lại mà nói, lời Trần Quý Phi nói với ta là không thể bị người ngoài nghe thấy. Ta bảo tiểu công công đứng xa một chút, là một loại thỏa hiệp đối với Trần Quý Phi, đứng nơi xa ưu thế là, đã nghe không được ta cùng Quý Phi nói chuyện, lại có thể rõ ràng thấy nhất cử nhất động của chúng ta ở trong phòng. Cái này ngăn chặn Trần Quý Phi tính kế đóng giả diều hâu ăn gà con, thực ra vu hãm ta ức hiếp hậu phi. Tuy thao tác này có hơi thô, nhưng ta không thể không phòng. Tự hỏi chấm dứt, hắn tiến vào phòng, gặp được Trần Quý Phi ngồi ngay ngắn ở giường mềm, cung trang hoa mỹ. Đây là lần thứ hai Hứa Thất An nhìn thấy Trần Quý Phi, một lần trước còn là tế tổ đại điển cuối năm trước, hắn trống một tiếng sập Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, sau đó giả bộ bày tỏ lòng trung thành, ở khoảng cách gần thấy các nữ nhân của hoàng đế. Trần Quý Phi cùng Lâm An là hình mặt giống nhau, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, lông mày đôi mắt, môi, mũi đều rất đẹp. Chỉ bằng giá trị nhan sắc mà nói, Trần Quý Phi so với hoàng hậu phải kém chút, nhưng khí chất của nàng đoan trang dịu dàng, lực tương tác mạnh hơn hoàng hậu. Nhưng, quần áo hoa mỹ theo hoa cùng trang sức phức tạp sang quý trên đầu, đã phá hủy lực tương tác của nàng. Trong nữ tử Hứa Thất An từng gặp, chỉ có Lâm An có thể khống chế trang sức cùng quần áo xa hoa, càng là đẹp đẽ quý giá, sức quyến rũ của nàng càng mạnh. Tựa như rất nhiều nữ hài tử, lúc không trang điểm rất đẹp, một khi trang điểm đậm, liền tỏ ra tục khí. Mà Lâm An là loại nữ tử trang điểm càng diễm lệ, càng đẹp. Một điểm này hai mẹ con không giống nhau. Sáng nay bệ hạ ở buổi chầu đề xuất phế hậu, Hứa đại nhân nghĩ hẳn có nghe nói rồi. Giọng Trần Quý Phi thiếu đi thanh thúy của thiếu nữ, thêm dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành, làm người ta như tắm gió xuân. Ti chức đã biết. Hứa Thất An lời ít mà ý nhiều gật đầu. Vậy Hứa đại nhân đến cung cảnh tú ta, là vì chuyện gì? Trên vụ án này có một chút điểm đáng ngờ. Trần Quý Phi rồ một tiếng, tự cười mà không cười, có điểm đáng ngờ gì? Cái này, ti chức ngu muội, tạm thời không có đầu mối. Trong phòng tạm thời an tĩnh lại, Trần Quý Phi nhìn chằm chằm Hứa Thất An hồi lâu, nụ cười trên mặt thu liễm từng chút một, không bao lâu, đã như phủ sương lạnh, gằn từng chữ. Ngươi nói dối. Ba chữ này, như là búa tạ nện ở trong lòng Hứa Thất An, lại như tiếng sét nổ vang ở bên tai. Bà ta sao lại biết ta nói dối? Ánh sáng hung dữ trong ánh mắt hắn không chịu khống chế bắn ra, hít thở vì vậy dồn dập, nhưng lại ở ngay sau đó thu liễm toàn bộ cảm xúc, mờ mịt nói. Nương nương lời ấy ý gì? Ngươi có thể sử dụng vọng khí thuật nhìn người khác cũng có thể dùng vọng khí thuật nhìn ngươi. Trần Quý Phi nâng chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, thở dài nói, bản cung mời ngươi tới đây, chỉ là thử một phen, nhưng ngươi vừa rồi nói dối, khiến bản cung không thể ôm tâm lý may mắn nữa. Hứa đại nhân tâm tư sâu sắc, trên đời này vụ án tinh diệu nữa đối với ngươi mà nói, đều là những trò xiết. Trần Quý Phi là thuật sĩ. điều đó không có khả năng. Bà ta vì sao phải hướng ta nói thẳng, không sợ ta nói cho Nguyên Cảnh Đế sao? Bà ta mời ta tới mục đích là cái gì? Đủ loại ý niệm hiện lên, hóa thành một tiếng thở dài, nương nương, cần gì vậy? Ta có thể giả bộ không biết. Sau đó quay đầu tìm Ngụy Công và Hoài Khánh đối phó ngươi. Hứa Thất An bổ sung trong lòng. Đến một bước này, hai người tương đương với thẳng thắn với nhau. Trần Quý Phi thản nhiên làm Hứa Thất An bất ngờ, hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngươi là điều tra ra từ khi nào? Ngay tại vừa rồi. Trần Quý Phi lại uống một ngụm trà, bình tĩnh tựa như đang nói chuyện phiếm. Đúng, ta nhìn ra Lan Nhi làm ngụy trang. Nhưng trước đó có điều hoài nghi rồi chứ, nói xem. Trần Quý Phi cười cười. Hứa Thất An trầm ngâm nói, ti chức xem tình huống vụ án Phúc Phi, quả thật có rất nhiều nghi hoặc, nương nương sao có thể vô duyên vô cớ bày ở trên bàn bách Nhật Xuân Hoàng hậu đưa, nơi này dù sao cũng là hậu cung, dùng rượu bổ thận tráng dương mang thái tử trút ngà say, không sợ hắn làm ra chuyện sai lầm. Cái này không phù hợp phong cách cẩn thận của ngài. Ngày đó Hoài Khánh nói với hắn tình huống hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung, đề cập Trần Quý Phi coi trọng đối với vị trí thái tử, cùng với lòng dạ hẹp hòi, phong cách cẩn thận. Hứa Thất An liền có nghi hoặc này. Hắn nói tiếp, hoàng hậu tuy có thể mua chuộc Hoàng Tiểu Nhu gài bẫy thái tử, nhưng ngài ấy làm sao cam đoan thái tử nhất định sẽ đi Thanh Phong Điện. Mà ngài là mẹ đẻ thái tử, hiểu con không ai bằng mẹ, biết hắn có ý đối với Phúc Phi, vì thế nửa đường phái Hoàng Tiểu Nhu ôm cây đợi thỏ. Nghĩ như vậy, liền càng hợp tình hợp lý. Sau đó sao, từ thi thể Hoàng Tiểu Nhu bị phát hiện, lại đến ti chức tìm ra manh mối, chỉ hướng hoàng hậu, bởi vì dấu vết thúc đẩy quá rõ ràng. Nhưng Hoàng Tiểu Nhu nếu mất tích từ đây, lại không đạt được mục đích mưu hại hoàng hậu của ngài. Đương nhiên, lúc ấy ta còn chưa phản ứng lại, vẫn như cũ cảm thấy hoàng hậu hiềm nghi lớn nhất. Ta không nghĩ ra là, ngài vì sao phải phái người xé sổ sách thu chi của ngự dược phòng, đó hẳn là chứng cứ có lợi nhất chỉ ra và xác nhận hoàng hậu. Không những làm điều thừa, còn bại lộ chính mình. Trần Quý Phi lắc đầu, đều không phải là làm điều thừa, đó vốn là chứng cứ ta cố ý lưu lại, nếu quan chủ sự tra án không phải ngươi, nó sẽ là một trong những chứng cứ hữu dụng nhất công kích hoàng hậu. Nhưng ngươi chết mà sống lại hoàn toàn ra ngoài bản cung đoán trước, thi thể Hoàng Tiểu Nhu cùng sổ sách ngự dược phòng nếu đồng thời bị phát hiện, dấu vết dẫn đường liền quá nặng. Ta sợ ngươi nhìn ra cái gì, trực tiếp báo cáo bệ hạ, vì thế phái người xé bỏ sổ sách. Cho nên ngươi lúc ấy còn ôm nghi hoặc, lại chưa một mực chắc chắn hoàng hậu chính là bị oan uổng. A, nếu bệ hạ sớm biết những điều này, hôm qua bản cung khóc lóc kể lễ, hiệu quả liền giảm hẳn. Sau đó, từ chỗ Lâm An hiểu biết tiến triển vụ án, ta vừa tạo áp lực cho bệ hạ, vừa phái người ám sát ngươi. Chỉ cần ngươi chết rồi, hoàng hậu lại nhận tội, tất cả cái này đều sẽ không một kẻ hở. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, sáng nay hắn còn cảm thấy hoàng hậu là người hiềm nghi lớn nhất ám sát hắn, trong lòng nổi hung muốn ly hôn với Hoài Khánh. Biết Ngụy Uyên nói cho hắn hoàng hậu nhận tội, mới cảm thấy vụ án này có ẩn tình khác. Thì ra người muốn dùng ta vào chỗ chết là Trần Quý Phi, được rồi, cái gì cũng không cần phải nói nữa, ta muốn ly hôn với Lâm An. Ti chức còn có hai nghi vấn, không biết nương nương có thể giải đáp hay không? Nói nghe một chút. Trần Quý Phi thản nhiên nói. Thái tử đã là thái tử, vì sao nương nương còn phải như vậy? Trần Quý Phi cười, cười rất phức tạp, như là đang cười nhạo Hứa Thất An, lại giống như đang tự giễu. Thái tử chung quy là thái tử, một ngày chưa đăng cơ, thì có khả năng đổi chủ. Hoàng hậu vẫn luôn là hoàng hậu, tứ hoàng tử liền vĩnh viễn là con trai trưởng. Nếu ta nói cho ngươi, bệ hạ ban đầu hướng vào là tứ hoàng tử thì sao? Nếu không phải bệ hạ năm đó biết hoàng hậu căn bản không yêu hắn, tứ hoàng tử đã là thái tử. Hứa Thất An sâu sắc phát hiện, Trần Quý Phi ở lúc nói câu này, trong ánh mắt đã có thống khoái, lại có oán hận. Nhưng cho dù là như vậy, thời gian cách nhiều năm, vị trí thái tử trước sau không thay đổi, nương nương có phải quá mức buồn lo vô cớ rồi hay không? Việc triều đình, ngươi biết cái gì? Trần Quý Phi cười lạnh một tiếng, có Ngụy Uyên, phần thắng của tứ hoàng tử liền vĩnh viễn lớn hơn con ta. Ngụy Uyên luôn muốn một mình nắm giữ triều đình, quét sạch bệnh trầm kha, hắn muốn thi triển khát vọng của mình, liền nhất định sẽ mang tứ hoàng tử đẩy lên hoàng vị. Ta một nữ tử đấu không lại Ngụy Uyên, chỉ có thể từ chỗ hoàng hậu dùng sức. Hoàng hậu chính là chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, là vinh dự cao nhất của nữ tử. bản cung cũng là nữ tử, cũng thèm thuồng vị trí hoàng hậu. Đối với chí hướng của Ngụy Uyên, Hứa Thất An có điều hiểu biết, biết Trần Quý Phi nói là nói thật. Một vấn đề cuối cùng, người phía sau nương nương là ai? Hứa Thất An hỏi. Trần Quý Phi rõ ràng kinh ngạc một phen, nàng im lặng hồi lâu, lắc đầu bật cười, bản cung càng ngày càng thưởng thức ngươi, xem ra Lâm An trong lúc vô ý đào được một bảo bối. Ngươi là như thế nào khẳng định phía sau bản cung còn có người? Hứa Thất An ánh mắt sụp xuống, nhìn mũi chân, suy nghĩ nói, nếu nương nương sớm đã biết chuyện Quốc Cửu làm, như vậy vì sao ẩn nhẫn lâu như vậy, thẳng đến lúc này mới ra tay? Nếu nương nương là gần đây mới biết được chuyện Quốc Cửu cùng Hoàng Tiểu Nhu, như vậy là ai nói cho nương nương, khẳng định sẽ không là Hoàng Tiểu Nhu. Cô ta có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vô duyên vô cớ, sẽ không đột nhiên thay đổi kiên trì chủ động hướng ngươi lộ ra. Trong đó nhất định có một người dắt mối. Mặt khác, nương nương biết ti chức nói dối, vọng khí thuật của ti thiên giám cũng không phải là người bình thường có thể thi triển. Ti chức vừa rồi lại đoán được một khả năng. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Trần Quý Phi, mục tiêu của ngài là hoàng hậu, mà người hoặc thế lực sau lưng ngài, mục tiêu là Ngụy Công. Trên mặt Trần Quý Phi không còn nụ cười, nheo mắt, đánh giá Hứa Thất An thật lâu, bỗng nhiên nói, Hứa đại nhân cảm thấy, Lâm An như thế nào? Rất nice. Hứa Thất An giật mình, chưa trả lời. Thái tử từng nói với ta, Lâm An đã đến tuổi lấy chồng, ta yên lặng lưu ý, sau đó phát hiện, nó từ khi quen biết ngươi, đến cung cảnh tú, người trong miệng nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. Trần Quý Phi hướng dẫn từng bước, tuổi thiếu nữ hoài xuân, bản cung cũng từng trải qua. Nghe nói Hứa đại nhân ít ngày nữa sẽ phong tước, tử tước tuy không lớn, nhưng ý nghĩa ngươi bước vào giai tầng quý tộc. Bản cung có thể cho ngươi hứa hẹn, trong vòng 3 năm, cho tước vị ngươi tiến thêm một bước, đến lúc đó, mang Lâm An gả cho ngươi. Trắng trợn mượn sức, đây cũng là nguyên nhân Trần Quý Phi nói thẳng với hắn. Hứa Thất An có chút do dự. Trần Quý Phi thừa thắng xông lên, cho dù ngươi biết bí mật, nhưng muốn chỉ ra và xác nhận bản cung là không có khả năng. Lan Nhi gần đây thân thể không tốt, đột phát tật bệnh, thái y không thể cứu được. Kết quả này, Hứa đại nhân cảm thấy như thế nào? Lâm An ngây thơ đáng yêu sao có thể có người mẫu thân như vậy, vẽ cái bánh thật to liền muốn lừa ta. Hứa Thất An trầm ngâm nói, 3 năm quá lâu, ai biết Quý Phi nương nương có phải đang lừa dối ti chức hay không? Trần Quý Phi nhíu mày, nhanh nhất 2 năm, việc phong tước, không phải là nhỏ. Điểm ấy ngươi hẳn là rõ. Ti chức không phải ý tứ này. Hứa Thất An khoát tay, lộ ra nụ cười ngại ngùng, ti chức là muốn nói, thành thân phải 3 năm, nhưng có thể động phòng trước hay không? Ngươi đang đùa giỡn bản cung. Băng lạnh từng chút một hiện lên khuôn mặt Trần Quý Phi, vẻ mặt của nàng, ánh mắt của nàng, giọng điệu của nàng đều là lạnh như băng. Ngươi xem. Hứa Thất An nhún vai, cười nhạo nói, người vẽ bánh mặc kệ nói dễ nghe như thế nào, chỉ cần vừa có trả giá thiết thực, lập tức trở mặt. May mà ngươi không đáp ứng, bằng không lão tử tình nguyện Lâm An đau lòng cũng phải xử ngươi. Trần Quý Phi nâng chén trà lên uống một ngụm, khi buông chén trà, sắc mặt đã khôi phục như thường, sơ hở lớn nhất của bản cung chính là Lan Nhi, chỉ cần cô ta không còn nữa, vậy sẽ là chết không đối chứng. Mà cung phượng tê tòa lầu cao này, đảo mắt sẽ sụp đổ. Cái gọi là chim không chọn cành mà đậu, Hứa đại nhân là người thông minh, lựa chọn như thế nào, trong lòng ngươi biết. Hứa Thất An vẽ mặt đồng ý gật đầu, thái tử vẫn là thái tử, mà hoàng hậu sắp đổi chỗ, nương nương lại hứa hẹn mang Lâm An gả cho ta. Cho nên ta chọn Ngụy Công. Sắc mặt Trần Quý Phi khựng lại, cái tay cầm chén trà hơi phát lực, hồi lâu sau mới nhịn xuống xúc động mang nước trà nóng bỏng hắt đến trên mặt tiểu tử này, hoặc là đập chén. Nói như vậy, Hứa đại nhân là chuẩn bị mang Lan Nhi từ cung cảnh tú mang đi, muốn đẩy bản cung vào chỗ chết. Đôi mắt đẹp của Trần Quý Phi nhìn chằm chằm Hứa Thất An, không khí trong phòng hạ đến điểm đóng băng, sát khí vô hình bao phủ Hứa Thất An. Hứa Bạch Phiêu luyện thần cảnh chưa bắt giữ được hình ảnh kẻ địch ra tay, nhưng bản năng võ giả thất phẩm đang hướng hắn rót một cái tín hiệu, nguy hiểm. Nếu cố ý mang đi Lan Nhi, vậy là muốn ngọc đá cùng vỡ với Trần Quý Phi, cứ như vậy, nàng thế tất chó cùng rứt dậu, không cố kỵ nơi này là hậu cung nữa, ra tay với ta, sinh mệnh của ta không thể được bảo đảm, mặc dù có thần thù hòa thượng, nhưng thần thù là con bài chưa lật cuối cùng của ta. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, thẳng lưng, nét mặt mang theo khinh thường. Hứa Thất An ta ngày đó đối mặt hơn vạn phản quân, một mình chiến đấu hăng hái, chém địch mấy nghìn, chết mà không ngã. Nương nương cảm thấy uy hiếp nho nhỏ, ta sẽ sợ. Thần không sợ chết, sợ gì lấy cái chết đe dọa. Thần không sợ chết, sợ gì lấy cái chết đe dọa. Trong mắt Trần Quý Phi có sự kinh ngạc rõ ràng, chậm rãi gật đầu, nói rất đúng, Hứa đại nhân quả thật là vị hào kiệt, ngã ở trong tay ngươi. Quý Phi nương nương nắm chặt chén trà trong tay, tựa như muốn đập chén làm tín hiệu. Đột nhiên, Hứa Thất An lớn tiếng nói, nhưng ta đối với Lâm An tràn đầy chân thành, không muốn thấy nàng đau lòng. Việc hôm nay, ta có thể coi như chưa xảy ra. Cho dù muốn tố giác Quý Phi, ta cũng phải có thể đi ra khỏi cung cảnh tú. Hứa Thất An tiếc nuối nghĩ. Trần Quý Phi nhìn chằm chằm hắn một lát, buông chén trà, hài lòng gật đầu, ngươi không nói dối, xem ra ngươi đối với Lâm An quả thật là thật lòng. Đã như vậy, Hứa đại nhân vì sao không muốn đầu nhập vào? Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, đầu nhập vào ngươi ta nhất định phải chết, trong kinh thành ta có thể dựa vào chỉ có Ngụy Uyên, Hoài Khánh cũng chỉ có thể tính là một nửa, về phần Lâm An, nàng một công chúa không quyền không thế, căn bản không bảo vệ được ta. Nương nương, dưỡng sĩ không phải hứa hẹn suông, mà là dựa vào hành động thực tế. Ti chức nguyện trung thành Ngụy công, là vì Ngụy công lấy chân thành đối đãi, ta tín nhiệm hắn. Nói xong, Hứa Thất An nghiêng người, nhìn thoáng qua tiểu công công ngoài sân, nói, ti chức là bất đắc dĩ đối với nương nương, chỉ là, ta nghĩ nương nương cũng không thể đối với ta như thế nào. Một khi không còn ý tưởng ngọc đá cùng vỡ, như vậy Trần Quý Phi không có khả năng làm khó hắn nữa. Tiểu công công tuy là lâu la, nhưng hắn bây giờ là mắt của Nguyên Cảnh Đế, có thể làm camera giám sát. Mọi thứ xảy ra nơi này, đều sẽ không sót một chữ truyền đạt cho Nguyên Cảnh Đế. Trần Quý Phi trừ phi trực tiếp giết hắn, bằng không, bất cứ âm mưu quỷ kế vu oan hãm hại nào cũng vô dụng, tiểu công công có thể làm chứng cho Hứa Thất An. Đó là nguyên nhân Hứa Thất An cố ý phải lưu lại tiểu công công. Trần Quý Phi nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt đẹp khẽ khép lại, bản cung mệt rồi, ngươi lui ra đi. Cửa cung cảnh tú, vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Ti chức cáo lui. Hứa Thất An đang nghe truyện trên TV audio CV chắp tay, rời khỏi phòng. Tiểu công công trong sân thấy hắn đi ra, lập tức đi lên đón, hỏi, Hứa đại nhân, Quý Phi nương nương nói gì với ngài? Đừng hỏi, hỏi thì đầu khó giữ được. Hứa Thất An hậm hực nói. Tiểu công công khẽ biến sắc. Đi đến ngoại viện, Lâm An ngồi ở trong đình nghỉ mát, một tay chống má, một tay thưởng thức chén trà, chán đến chết. Bên cạnh có hai cung nữ đứng hầu. Nhìn thấy Hứa Thất An, khuôn mặt mượt mà của nàng nở rộ nụ cười, lông mày cong cong, đôi mắt hoa đào linh động hẳn lên, vẫy tay, dịu dàng nói. Cẩu nô tài, mau tới đây. Cẩu nô tài gọi không có nổi một chút khí thế, nghe tựa như làm nũng, giòn tan. Hứa Thất An hít sâu một hơi, đè ép cảm xúc cuồn cuộn, như không có việc gì cười lên, điện hạ, ti chức đi ra rồi. Lâm An lập tức hỏi, mẫu phi đã nói gì với ngươi? Nương nương nói, điện hạ sắp đến tuổi lấy chồng rồi, hỏi ti chức có nhân tuyển thích hợp hay không, đề cử vài vị thiếu niên anh tài cho ngài. Ngài còn giúp điện hạ xem xét vị hôn phu tương lai. Lâm An sửng sốt một phen, rặng mây đỏ lặng lẽ hiện lên khuôn mặt, hồ nghi nói, mẫu phi sẽ nói với ngươi những điều này. Ồ, sao ngươi không dính bẫy, ngươi trở nên thông minh từ khi nào, ta kế tiếp còn phải tự đề cử mình. Hứa Thất An đành phải bất đắc dĩ nói. Ti chức nói giỡn. Phiếu phiếu dựng ngược mày liễu, cẩu nô tài, ngươi dám đùa giỡn bản cung. Chống hông trừng mắt nhìn hắn. Ti chức vẫn là đứa nhỏ, không biết cái gì là đùa giỡn. Phiếu phiếu phi một tiếng, lại cảm thấy Hứa Thất An nói chuyện rất thú vị, cười lên khanh khách như một con gà mái nhỏ. Nụ cười của nàng đã hồn nhiên lại quyến rũ, tựa như một phong cảnh đẹp. Hứa Thất An cười theo, trong lòng thì thở dài một tiếng. Lúc trước, cách nghĩ của hắn là giả bộ không biết, rời khỏi cung cảnh tú trước, sau đó mang phát hiện của mình nói cho Ngụy Uyên, để Ngụy Uyên mau chóng tróc nã Lan Nhi, đánh Trần Quý Phi trở tay không kịp. Nhưng bởi vì quan hệ Lâm An, hắn khó tránh khỏi do dự một phen, tuy sau khi bình tĩnh lại, vẫn sẽ không chút do dự tố giác Trần Quý Phi. Không ngờ Trần Quý Phi đẳng cấp cũng không thấp, có thể đoán trước, hắn chân trước mới vừa đi, Lan Nhi sau lưng đã chết bệnh. Kể từ đó, Trần Quý Phi sẽ không có sơ hở nữa. Trần Quý Phi tính là một hậu phi đủ tư cách. Lâm An cô bé ngốc như vậy, sinh trưởng ở cung tường nội uyển cũng không biết là họa hay phúc. Nhớ lại thao tác vừa rồi của Trần Quý Phi, quả thật nhạy bén, bất chấp tất cả trước triệu hắn qua thử một phen. Kết quả thật đúng là bị nàng phát hiện manh mối. Đoạn lời thẳng thắn với nhau ở sau đó, nhìn như moi tim móc ruột, thực ra không có sợ hãi, bởi vì nàng biết, chỉ cần giải quyết Lan Nhi, nàng liền không còn sơ hở, mà Hứa Thất An căn bản không mang Lan Nhi đi được, trừ phi không muốn sống nữa. Đã bị phát hiện, dứt khoát hào phóng một chút nói ra, còn có thể tranh thủ tín nhiệm của ta. Sau đó tung khuê nữ xinh đẹp làm mồi, nếu ta là đồ háo sắc, lúc ấy có thể mắc câu rồi. Ta có thần thù hòa thượng bảo kê, chưa chắc sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng cũng bại lộ bản thân, Nguyên Cảnh Đế tên chó này khẳng định sẽ mang ta phong ấn ở Tan Bạc, kết cục vẫn là không thay đổi, ngọc đá cùng vỡ. Ra khỏi cung Cảnh Tú, Hứa Thất An đùng đẩy nói còn phải xử lý việc quan trọng, cảm ơn nhưng từ chối phiếu phiếu mời đánh cờ 5 quân. Tiểu công công, chuyện trong cung ta đã xử lý xong rồi, lúc muộn chút, ngươi khi hướng bệ hạ báo cáo, có những lời có thể nói, có một số cái không thể nói, bản quan ở đây nhắc nhở ngươi vài câu. Hứa Thất An trầm giọng nói. Tiểu hoạn quan nghe vậy, bày ra tư thái nghiêm túc, Hứa đại nhân mời nói. Chuyện cung Cảnh Tú, ngươi phải 1 năm 1 mười nói cho hoàng thượng. Ngươi nói như vậy, sau khi dò hỏi cung nữ Lan Nhi của cung Cảnh Tú, Hứa đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa như không muốn lưu lại nữa, ngay cả trà cũng chưa uống. Nhưng Hứa đại nhân còn chưa rời khỏi cung Cảnh Tú, bỗng bị Quý Phi nương nương giữ lại, cũng mời về phía hậu viện. Quý Phi nương nương đuổi mọi người lui xuống, ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu với Hứa đại nhân. Nô tài bị giữ lại trong sân không thể tiến vào, tuy có thể thấy hai người ở trong phòng, lại không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nói chuyện xong, Hứa đại nhân tâm sự nặng nề rời cung. Hứa Thất An nói xong, từ trong lòng lấy ra 5 lượng ngân phiếu, cùng với 5 lượng chỗ hoạn quan canh cửa cung Cảnh Tú bắt chẹt được, tổng cộng 10 lượng, không mang theo khói lửa đưa tới trong tay tiểu công công. Tiểu công công vừa mở rộng lòng, vừa xua tay, Hứa đại nhân, không được không được. Thu bạc xong, hắn cẩn thận lặp lại một lần lời Hứa Thất An nói, tự cảm thấy không có vấn đề quá lớn, lúc này mới gật đầu, được, nô tài nhất định làm theo. Hứa Thất An lập tức rời khỏi hoàng cung, từ trong tay Vũ Lâm vệ dắt đến tuấn mã Hoài Khánh mượn hắn, ra roi thúc ngựa chạy về nha môn Đả Canh Nhân. Sau khi trải qua thủ vệ thông truyền, hắn vào Hạo Khí lâu, tới phòng trà tiếp khách ở lầu 7. Ngụy Uyên không ở phòng trà, mà là đài quan sát giáp với phòng uống trà, hắn ngồi ở trên ghế dựa lớn, tóc rối tung, một vị lại viên đồ đen cầm lược, đang chải đầu cho hắn. Ngụy Uyên vẫy vẫy tay, lại đây, chải đầu cho bổn tọa. Lại viên đồ đen biết điều mang lược đưa cho Hứa Thất An, xoay người rời khỏi phòng uống trà. Ngụy công sao ở lúc này chải đầu? Hứa Thất An nắm lược, từ đầu hướng xuống, chưa búi lại, chải một phát đến tận cùng, thầm nhủ còn rất phiêu dật. Tóc ở trong Phật môn, ngụ ý tơ phiền não. Ngụy Uyên đắm chìm trong ánh mặt trời, nheo mắt, thanh âm ôn hòa. Mùng một chải đầu, chuyện cũ trước kia, liền xóa bỏ. Có ý tứ gì? Hôm nay Ngụy Uyên có chút kỳ quái, cái gì gọi là chuyện cũ trước kia xóa bỏ? Chải đầu không có ý tứ gì, ti chức mát xa đầu cho Ngụy công đi. Hứa Thất An nói. Ngụy Uyên cười cười, thử xem. Hứa Thất An mang lược nhét vào trong lòng, 5 ngón tay mở ra, ấn đầu Ngụy Uyên, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị. Tiếng hít thở của Ngụy Uyên dần dần chậm lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân hai người, nơi này trèo cao nhìn xa, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hứa Thất An nheo mắt nhìn ra xa, cảm giác mình về tới thế gian, rời xa đấu đá trong vườn Ngự Uyển. Cũng không tệ. Ngụy Uyên cười nói. Khẳng định, đây chính là thần kỹ của tiệm cắt tóc, lát làm cho ngươi một cái ghế cắt tóc. Hứa Thất An ho khan một tiếng, nói, ti chức có việc bẩm báo. Nói. Ti chức đã tra ra người phía sau màn là ai. Ngụy Uyên mở mắt, thật lâu chưa nói gì. Là Trần Quý Phi. Hứa Thất An thấp giọng nói, hôm nay đi cung Cảnh Tú tra án, phát hiện cung nữ Lan Nhi bên cạnh bà ấy chính là người xé sổ sách Ngự Dược phòng. Lập tức mang phát hiện của mình, Trần Quý Phi mời chào, 1 năm 1 mười nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn dừng lại, đứng dậy đi đến bên cạnh đài quan sát, hai tay đặt ở lan can bảo hộ, nhìn xa xa, ngươi cảm thấy thế lực sau lưng Trần Quý Phi là ai? Ta làm sao biết? Hứa Thất An lắc đầu, có thể có liên quan với Ti Thiên Giám. Đây là hắn từ sự tồn tại của vọng khí thuật cân nhắc ra. Không phải Ti Thiên Giám. Ngụy Uyên lắc đầu, giọng điệu khẳng định. Không phải Ti Thiên Giám. Hứa Thất An qua vài giây mới phản ứng lại, ngạc nhiên nói, Ngụy công, ngài biết là Trần Quý Phi đang tính kế hoàng hậu cùng ngài. Khởi điểm không nghĩ tới, cô ta cũng thật nhẫn tâm, thế mà lại mang thái tử kéo xuống nước. Vụ án này sau khi giao cho ngươi, ta sẽ không tiếp tục chú ý, thẳng đến sáng nay biết được hoàng hậu nhận tội, nghe ngươi nói xong từ đầu đến cuối vụ án, ta liền đoán ra là Trần Quý Phi. Hứa Thất An nhìn chằm chằm bóng lưng hắn thật lâu, trước kia hắn cảm thấy Ngụy Uyên và Kim Liên đạo trưởng giống nhau đều là lão tiền bạc, bây giờ phát giác, Kim Liên đạo trưởng vẫn là rất thuần lương, không thâm trầm như Ngụy Uyên. Không phải Ti Thiên Giám, vậy Trần Quý Phi sao có thể thi triển vọng khí thuật, trừ Ti Thiên Giám còn có ai biết vọng khí thuật? Hứa Thất An giật mình, Ngụy công, ta nhớ tới một sự kiện. Trong vụ án Vân Châu xuất hiện tam phẩm thuật sĩ. Ngụy Uyên hỏi ngược lại. Ngụy công trí tuệ hơn người, Hứa Thất An phục rồi. Người này ta cũng từng điều tra, nhưng chưa điều tra ra, ngươi biết tam phẩm thuật sĩ của Ti Thiên Giám gọi là gì không? Ngụy Uyên hỏi. Thiên cơ sư. Hứa Thất An từng nghe Bắc Vương nói. Thiên cơ sư có thể che chắn thiên cơ, mang sự tồn tại của mình, dấu vết từng lưu lại lau hết đi, cha mẹ hắn sẽ quên đi hắn, thê tử con cái sẽ quên đi hắn, toàn bộ văn tự ghi chép hắn lưu lại cũng sẽ biến mất. Đây là thiên cơ sư. Ngoài ra, thiên cơ sư còn có thể bóp méo ấn tượng của người khác đối với hắn, ở trong lòng lưu lại ký ức mơ hồ, lại như thế nào cũng không thể hoàn toàn nhớ lại. Ngụy Uyên phóng mắt nhìn ra xa, lúc vụ án tan bạc, ngươi từng điều tra tin tức giám chính đời đầu, nhưng bất cứ tư liệu lịch sử nào cũng không ghi lại, đôi câu vài lời cũng không có. Phải biết rằng, võ tông hoàng đế có thể sửa đổi lịch sử, nhưng không bịt được miệng hậu nhân, càng không bịt được giả sử. Là giám chính lau đi toàn bộ tin tức của vị giám chính đời đầu kia, hắn tựa như chưa bao giờ tồn tại. Cho dù là ta, cũng thường thường sẽ nghĩ lầm giám chính là người sáng lập Ti Thiên Giám, người khai sáng hệ thống thuật sĩ. Sau đó sẽ bởi vì lịch sử trống mang đến vết nứt, giật mình nhớ tới, còn có một vị giám chính đời đầu. Cái này còn tra như thế nào? Hứa Thất An ngây người. Hắn lần nữa ý thức được cường giả tầng đỉnh của thế giới này là đáng sợ như vậy. Muốn tra, phải dựa vào giám chính. Ngụy Uyên nói. Có đạo lý, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, cách nghĩ của Ngụy Ba Ba không sai. Hứa Thất An âm thầm gật đầu. Nhưng giám chính từ chối. Ngụy Uyên thở dài. Đây thật sự là đáp án trong dự kiến, Ti Thiên Giám tồn tại rất nhiều bí mật, giám chính tựa như lão già giữ bí mật. Hứa Thất An mím mím môi, giọng điệu tò mò hỏi. Ngụy công biết thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm gọi là gì không? Ngụy Uyên lắc đầu, ta cùng giám chính luôn không hợp, đại phụng tựa như một bàn cờ, hắn là người chơi cờ, ta cũng là người chơi cờ, chúng ta thường thường bởi cách nghĩ khác nhau sinh ra mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Uyên nói với Hứa Thất An nội dung cấp cao như vậy. Có lẽ ở trong lòng Ngụy Uyên, giám chính mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Hứa Thất An thử nói, Ngụy công chuẩn bị cứu hoàng hậu như thế nào? Mang quốc cửu đẩy ra gánh tội thay, thành cùng bất thành, còn đợi cân nhắc, bệ hạ thích chế hành, cũng sẽ nghĩ đến phế đi hoàng hậu, thái tử liền không có địch thủ nữa, chỉ là, bệ hạ nhớ tới một ít chuyện không vui, chưa chắc có đầu óc bình tĩnh như vậy, trừ phi có thể khiến hắn hoài nghi Trần Quý Phi. Lòng dạ hoàng hậu vẫn là quá mềm rồi, khi đi một nước này, thế mà lại chưa bàn bạc với ta trước. Trong thanh âm của Ngụy Uyên lộ ra sự bất đắc dĩ. Ngụy công lời ngầm của ngươi là, hoàng hậu, ngươi con mẹ nó chính là đồng đội ngu như heo. Mắt Hứa Thất An sáng lên, biết mình lót đường trước khi rời cung không uổng phí, hoặc là, có thể lập công rồi. Ngụy công, ti chức có tội, vừa rồi tự chủ trương. Ngụy Uyên quay đầu, nhíu nhíu mày, chuyện gì? Ti chức trước khi rời cung, làm điều thừa chút chuyện, ta bảo tiểu công công bệ hạ phái tới giám sát. Hứa Thất An mang văn án mình dạy cho tiểu hoạn quan, từ đầu tới cuối thuật lại cho Ngụy Uyên nghe. Thấy Ngụy Uyên lâm vào trầm ngâm, Hứa Thất An vội vàng nói, ti chức chưa trải qua cho phép, tự chủ trương, xin Ngụy công phân tích đôi chút. Nghe vậy, Ngụy Uyên lộ ra nụ cười, gật đầu nói, tuy là tự chủ trương, nhưng làm không tệ. Bệ hạ đa nghi, am hiểu chế hành, đoạn lời này của ngươi truyền vào trong tai hắn, sẽ làm hắn sinh ra nghi ngờ đối với Trần Quý Phi. Do đó một lần nữa suy tư toàn bộ vụ án Phúc Phi, suy xét nhiều mặt lợi hại được mất, cùng với cân bằng hắn luôn đau khổ duy trì. Hứa Thất An vẫn như cũ không hài lòng, giọng điệu không quá tự tin nói, có thể bị bệ hạ nhìn ra hay không? hoặc là vị tiểu công công kia khai với bệ hạ nhận bạc của ta, thay ta truyền lời. Đoạn lời đó của ngươi không có sơ hở, đều là chuyện thiết thực xảy ra. Ngụy Uyên cười nói. Về phần một vấn đề sau, nói thẳng với bệ hạ, sẽ chỉ bại lộ mình nhận hối lộ, có tội không có công, ai sẽ tự bê tảng đá đập chân mình. Có thể làm việc ở trong tẩm cung của bệ hạ, không nói thông minh bao nhiêu, ít nhất sẽ không quá ngốc. Hề hề, những thứ này ta đều biết. Hứa Thất An giọng điệu thán phục, Ngụy công tuyệt đỉnh thông minh, ti chức bội phục. Ngụy Uyên liếc hắn một cái thật sâu, lắc đầu bật cười. Tiếp theo, tâm tình hắn rất thoải mái quay về phòng trà, tự mình rót 2 chén trà, nói, ngươi đã bước vào luyện thần cảnh, đừng có ngừng rèn luyện nguyên thần, mãi cho đến khi kinh ngoại kỳ huyệt căng lên, ngươi liền có thể sớm rèn luyện thể phách. Kinh ngoại kỳ huyệt. Ồ ồ, huyệt Thái Dương. Hứa Thất An sửng sốt một phen, mới phản ứng lại, kinh ngoại kỳ huyệt chỉ chính là huyệt Thái Dương, thế giới này không có cái gọi là huyệt Thái Dương. Kinh ngoại kỳ huyệt, nghe thì cao cấp hoành tráng dữ dội. Bản thân Hứa Thất An cũng không thích Thái Dương huyệt, cái xưng hô này, bởi vì luôn cảm thấy đó là một động từ. Nghe được đề tài này, Hứa Thất An liền biết thao tác của mình vừa rồi sinh ra đáp lại tốt, Ngụy Uyên tâm tình không tệ, tính khao hắn vị có công này. Hành vi nhìn như thỉnh tội, thực ra tranh công đó, Ngụy Uyên liếc một cái có thể nhìn thấu, nhưng lãnh đạo chính là thích cấp dưới mang mình nâng lên cao cao như vậy. Cho dù là Ngụy Uyên trí tuệ siêu quần cũng không ngoại lệ. Hứa Thất An vừa rồi nếu nói, Ngụy công, ta con mẹ nó lại lập công lớn rồi, ha 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 ha. Được đáp lại sẽ hoàn toàn khác, không chừng Ngụy Uyên còn có thể phê bình vài câu, nói cho hắn không được kiêu ngạo hấp tấp, phải có tĩnh khí. Rèn luyện thể phách. Hứa Thất An hỏi lại. Rèn luyện thể phách là nội dung chủ yếu thời kỳ luyện tinh cảnh, đơn giản chính là vận động có oxy, vận động không có oxy, lần lượt đột phá cực hạn thể năng. Cách mỗi 3 ngày cần mời đại phu cường gân hoạt huyết, giảm bớt cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, lại cần không ngừng ăn thịt cá, cùng với một ít thuốc đông y ôn bổ. Hứa Thất An một năm ăn hết 100 lượng bạc, xấp xỉ là nửa năm thu nhập của nhị thúc. Sau khi đạt tới luyện thần cảnh, một bộ đó của luyện tinh cảnh khẳng định không dùng nữa, Hứa Thất An không biết nên rèn luyện thể phách như thế nào. Trước kia từng nói với ngươi, hệ thống võ giả không phải một lần là xong, là tiền nhân không ngừng mò mẫm, không ngừng hoàn thiện, mới có võ phu cửu phẩm hôm nay. Ngụy Uyên uống trà, tâm sự dần dần đậm, nói, lúc ban đầu đồng bì thiết cốt, là từng gậy gõ ra, tựa như chù y của thợ rèn, mang một khối phôi sắt rèn thành tinh thiết. Quá trình này cực kỳ dài lâu, hơn nữa bởi vì thường xuyên đã kích đến bộ vị yếu hại, nếu trụ cột không đủ vững chắc, sẽ chết oan chết uổng. Ngụy công, ngươi nói đã kích đến bộ vị yếu hại, là loại kia trong lý giải của ta sao? Gà bay trứng vỡ. Về sau có người sáng tạo ra thuốc tắm, lấy thiên tài địa bảo đặc thù làm tài liệu chính, mang người ta đặt ở trong cái đỉnh lớn để nấu, võ giả ở trong đỉnh thổ nạp, đối kháng nhiệt độ cao, hấp thu dược lực, lấy nó thành tựu đồng bì thiết cốt cảnh. Tỷ lệ tử vong thế nào? Hứa Thất An hỏi. Nguy hiểm cũng rất lớn, có đôi khi nấu chút, người ta liền chín. Ngụy Uyên trả lời. Trong đầu Hứa Thất An nhất thời hiện lên một hình ảnh, hắn ngồi ở trong đỉnh lớn, bên người là nước sôi nóng bỏng, chữ thải vi tinh thông dược lý không ngừng hướng trong đỉnh thêm gia vị, hồi hương, đậu đũa, vỏ quế, hành tây. Hứa Linh Âm đứng ở một bên, nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Còn có phương thức an toàn hơn không? Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng. Theo từng thế hệ thiên tài sinh ra, rốt cuộc có người sáng chế bộ pháp môn tu hành đầu tiên lấy luyện khí làm cơ sở, rèn cơ thể là phụ. Trung tâm của loại pháp môn này là lấy phương thức hành khí đặc thù, từ trong ra ngoài rèn luyện thân thể, lại phối hợp gõ hoặc nấu, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Ngụy Uyên trải ra một tờ giấy tuyên thành, cầm bút viết 3 chữ Hỗn Nguyên Công, nói: Pháp môn đỉnh cao nhất của nha môn Đả Canh Nhân tên là Hỗn Nguyên Công, mỗi một vị kim la đều là dùng bộ pháp môn này. A, ném đến trên giang hồ, sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Hứa Thất An lại một lần nữa ý thức được chỗ tốt của việc đầu nhập vào Ngụy Uyên, trở thành Đả Canh Nhân, nơi này có công pháp đỉnh cao nhất, có tài nguyên xa xỉ nhất, tài nguyên giang hồ tán nhân khó có thể mong chờ, đối với Hứa Thất An mà nói, quả thật lật tay có thể thu được. Bao gồm bức tranh quan tưởng kia, cũng là hàng cực phẩm. Hắn có thể nhanh như vậy bước vào luyện thần cảnh, tất nhiên là bản thân thiên phú kinh người, nhưng cũng không thoát được quan hệ với tài nguyên Ngụy Uyên cho. Hệ thống võ phu thật sự là chức nghiệp vất vả nha, dùng tri thức hiện đại phân tích, cửu phẩm luyện tinh cảnh lại gọi là bàn chuyên cảnh, bát phẩm là luyện khí công bàn chuyên, thất phẩm là bạo can thức đêm bàn chuyên, lục phẩm càng tuyệt, trực tiếp hình thức ngực toái đại thạch. Hứa Thất An thở dài, hỏi: Ngụy công, có pháp môn hành khí không cần mổ nấu, không cần côn bổng gõ có thể tu thành đồng bì thiết cốt hay không? Có. Ngụy Uyên trả lời ra ngoài Hứa Thất An dự đoán, hắn đầu tiên là vui vẻ, sau đó thử nói, ở trong mơ. Ngụy Uyên nhìn hắn, im lặng vài giây, ôn hòa nói, Phật môn có pháp môn kiểu này, có người nói, võ giả đồng bì thiết cốt cảnh là căn cứ kim cương cảnh của Phật môn diễn hóa mà ra. Cũng có người nói, là Phật Đà tham khảo hệ thống võ phu, ở trong hệ thống Phật môn khai sáng một con đường mới, tên là võ tăng. Nói cách khác, hệ thống võ tăng có được một bộ pháp môn không cần mổ nấu có thể tu thành đồng bì thiết cốt, cái này dễ làm nha, quay đầu gài số 6 một phen, từ trong tay hắn kiếm miễn phí. Trên mặt Hứa Thất An không tự giác lộ ra nụ cười hồn nhiên. Tẩm cung hoàng đế. Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt thổ nạp, góc giường đốt một nén đàn hương, làn khói tinh tế thẳng tắp. Lão thái giám đứng hầu ở một bên, ngoan ngoãn, không phát ra một chút động tĩnh nào. Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một tiểu hoạn quan đứng ở ngoài tẩm cung. Nhìn thoáng qua Nguyên Cảnh Đế rơi vào cảnh đẹp, lão thái giám bước nhỏ di chuyển tới cửa, hạ giọng, chuyện gì? Cha nuôi, đạo thủ phái đạo sĩ Linh Bảo Quang đến mời bệ hạ. Hoạn quan nhỏ giọng nói. Lão thái giám rõ ràng sửng sốt, bấm ngón tay tính thời gian, thầm nhủ ngày không sai, mấy ngày này của mỗi tháng, đều là thời điểm quốc sư thân thể không tiện, bế quan tu dưỡng. Ngay cả bệ hạ cũng không thể đánh nhiễu, chỉ có thể thổ nạp ở trong tẩm cung của mình. Biết rồi, lui ra đi. Đuổi đi tiểu hoạn quan, lão thái giám chậm rãi trở về bên giường, thấp giọng nói, bệ hạ. Nguyên Cảnh Đế mở mắt. Lão thái giám nói, quốc sư phái người đến mời bệ hạ đi qua ngộ đạo. Nguyên Cảnh Đế hơi ngạc nhiên, ngay sau đó, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng đó nở rộ hào quang, sáng ngời trước nay chưa từng có. Bãi giá, đi nhanh. Quốc sư mỗi tháng đều sẽ gặp nghiệp hỏa thiêu thân, thất tình lục dục cuồn cuộn không thôi, cho nên mấy ngày nay quốc sư sẽ lựa chọn bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào Linh Bảo Quan. Nhưng Nguyên Cảnh Đế biết, nếu có một ngày, quốc sư đồng ý song tu với mình, vậy tuyệt đối là mấy ngày nay. Nguyên Cảnh Đế chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hắn bây giờ tuy tóc đen mọc trở lại, thể phách cường kiện, tựa như tráng niên, nhưng vẫn như cũ không thể trường sinh. Nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có song tu với quốc sư, cướp lấy linh uẩn của nàng, như thế mới có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trở thành hoàng đế vĩnh viễn của Đại Phụng. Rời khỏi tẩm cung, đi lên xe kéo rồng, Nguyên Cảnh Đế một đường thúc giục, không bao lâu đã đến Linh Bảo Quan. Mà khi hắn nhìn thấy nữ tử quốc sư, thất vọng phát hiện, nàng thật sự chỉ là mời mình tới ngồi thiền thổ nạp, như bài tập ngày xưa. Nữ tử quốc sư giữa lông mày có một chấm chu sa, mặt mày như vẽ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thanh âm mềm mại đáng yêu, bệ hạ mời ngồi. Mái tóc đen nhánh đẹp đẽ của nàng dùng mũ hoa sen búi lại, thể hiện ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt luân, sạch sẽ, không có một chút tóc tơ rủ xuống. Nguyên Cảnh Đế không cam lòng, trầm giọng nói, quốc sư đã không nguyện song tu cùng trẫm, cần gì ở lúc này mời trẫm đến. Lạc Ngọc Hành từ từ nhắm mắt, thản nhiên nói, tháng này không chịu nghiệp hỏa thiêu thân, bần đạo đáp ứng truyền thụ bệ hạ thuật trường sinh, tự nhiên ghi nhớ lời hứa, không dám có một ngày buông lỏng. Nguyên Cảnh Đế im lặng một lát, ngồi xuống ở bồ đoàn thuộc về hắn, chưa lập tức nhắm mắt thổ nạp, nói. Quốc sư, dược liệu hồi xuân đan đã chuẩn bị xong, ngày mai trẫm liền phái người đưa tới Linh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, đánh giá Nguyên Cảnh Đế, bỗng nhiên thở dài, bệ hạ mọc lại tóc đen, thổ nạp tu đạo nhiều năm, đã sớm bách bệnh bất xâm. Không cần luyện thần đan 4 mùa nữa. Nguyên Cảnh Đế không để ý tới, nhắm mắt lại thổ nạp. Nguyên Cảnh Đế một năm 4 mùa, cần luyện 4 lò đan lớn, phân biệt ở trong 4 tiết xuân phong, hạ chí, thu phân, đông chí thành đan. Mỗi một lò đan lớn đều giá trị cực cao, bằng với 3 năm thu nhập từ thuế của một quận huyện, còn phải là địa khu giàu có. Trừ 4 lò đan lớn, còn có 36 lò đan nhỏ. Lượng bạc tiêu hao khổng lồ, nghe rợn cả người. Chỗ ngân lượng này không từ kho vàng hộ bộ tham ô, đều là kho vàng nhỏ của bản thân Nguyên Cảnh Đế chi ra, về phần ngân lượng trong kho vàng nhỏ của Nguyên Cảnh Đế ở đâu ra, văn võ cả triều mỗi người đều biết, lại hiểu trong lòng mà không nói ra. ngộ đạo với quốc sư chấm dứt, đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Nguyên Cảnh Đế tâm tình không tốt, sau khi trở về tẩm cung liền im lặng ít lời, nhớ tới vụ án Phúc Phi còn chưa chấm dứt, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: Đại bạn, đi bảo nội các soạn chỉ, vụ án Phúc Phi liên tục kéo dài, mà nay đã qua 10 ngày. Giao trách nhiệm tam ti trong 2 ngày đưa ra kết quả. Đưa ra là kết quả hoàng hậu có tội hay không? Vâng, bệ hạ. Lão thái giám hơi do dự, thấp giọng nói, hôm nay Hứa Thất An kia lại tới hoàng cung. Nguyên Cảnh Đế nhướng mày, hắn còn tới làm gì, ngươi ngày mai phái người đi nha môn Đả Canh Nhân thu hồi kim bài. Hoàng hậu đã nhận tội, vụ án Phúc Phi xấp xỉ có thể kết án, đồng la nho nhỏ kia không cần thiết đến hoàng cung nữa. Lão thái giám gật gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy hôm nay còn cần tìm nô tài hỏi không? Nguyên Cảnh Đế nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, tuyên. Lão thái giám rời khỏi tẩm cung, không đến một khắc đồng hồ, dẫn theo tiểu hoạn quan giám sát Hứa Thất An tiến vào. Tiểu công công cúi đầu, khom lưng, nhu thuận đứng. Nguyên Cảnh Đế ngồi ở sau bàn, ở cao nhìn xuống tiểu hoạn quan, hôm nay Hứa Thất An đến hoàng cung đã tra xét cái gì? Hôm nay, Hứa đại nhân dẫn nô tài thăm dò danh sách ra vào ngự dược phòng. Tiểu công công từ từ kể ra, dựa theo danh sách từng bước kể, Nguyên Cảnh Đế im lặng không lên tiếng, ánh mắt nặng nề, cũng không biết là nghiêm túc nghe, hay là nghĩ tới nơi khác. Cuối danh sách một vị là đại cung nữ cung Cảnh Tú, bên người quý phi nương nương, Hứa đại nhân dẫn theo nô tài đến thăm dò, bị đóng sập cửa vào mặt. Nghe đến đó, đôi mắt động lại của Nguyên Cảnh Đế giật giật, tựa như bị kéo một chút sức chú ý. Hứa đại nhân bất đắc dĩ, liền đi cung Thiều M, tìm Lâm An điện hạ hỗ trợ. Trong đầu tiểu công công trồi lên lời Hứa Thất An dặn dò, rất tự nhiên nói, sau khi hỏi Lan Nhi cung Cảnh Tú, sắc mặt Hứa đại nhân trở nên cực kỳ khó coi, tựa như không muốn lưu lại nữa, ngay cả trà cũng chưa uống, liền dẫn theo nô tài vội vàng rời khỏi. Nhưng còn chưa rời khỏi cung Cảnh Tú, Lan Nhi kia đi rồi còn quay lại, nói quý phi nương nương mời Hứa đại nhân vào viện một chuyện, cảm tạ hắn phá vụ án Phúc Phi, Hứa đại nhân vốn không muốn đi gặp, nhưng Lan Nhi cưỡng ép giữ hắn lại. Tiểu hoạn quan tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Sau đó, quý phi nương nương đuổi mọi người lui xuống, nô tài cũng không thể vào nhà, chỉ có thể đợi ở trong sân. Chậm. Đôi mắt Nguyên Cảnh Đế hoàn toàn hồi phục linh động, hắn ngắt lời tiểu hoạn quan, nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói, đuổi mọi người lui xuống. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Bọn họ ở trong viện nói gì? Tiểu hoạn quan nói, cách quá xa, nô tài nghe không rõ, chỉ có thể xa xa thấy Hứa đại nhân cùng quý phi ở trong phòng nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế tay phải đè môi, làm bộ dạng trầm ngâm, đột nhiên nói, ngươi vừa rồi nói, Hứa Thất An sau khi hỏi Lan Nhi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không đợi tiểu hoạn quan đáp lời, sắc mặt lão thái giám hơi thay đổi, khiển trách, đồ chó, bình thường dạy ngươi như thế nào? Lúc báo cáo, tuyệt đối đừng xen lẫn cảm xúc chủ quan, đừng nghĩ lầm đường bệ hạ, phải công chính khách quan. Nguyên Cảnh Đế nâng tay, ngăn lại lão thái giám tức giận. Thấy thế, tiểu công công có một chút tự tin, quả thật là rất khó coi. Nguyên Cảnh Đế gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, Hứa Thất An muốn đi, nhưng Lan Nhi cưỡng ép giữ lại. Đúng vậy. Tiểu hoạn quan phát hiện thái độ của Nguyên Cảnh Đế đã xuất hiện biến hóa nào đó, thật cẩn thận nói, Hứa đại nhân nói, hắn là phụng chỉ ra án, chỗ chức trách, nương nương không cần cảm tạ. Lan Nhi nói, Hứa đại nhân nếu không đi gặp nương nương, thì không ra khỏi cung Cảnh Tú được. Nghe đến đó, trong mắt Nguyên Cảnh Đế như có tinh quang nổ bắn ra, một lần này, hắn tự hỏi thật lâu, trong tẩm cung im lặng đáng sợ, hai hoạn quan một già một trẻ ngừng thở, sợ quấy nhiễu đến hoàng đế thâm trầm khó lường. Rốt cuộc, Nguyên Cảnh Đế chậm rãi mở miệng, Hứa Thất An lúc rời khỏi. Cảm xúc như thế nào? Câu này Hứa Thất An trước khi rời khỏi có dặn dò, nhưng tiểu hoạn quan chưa lập tức trả lời, mà là làm bộ làm tịch nghĩ, lúc này mới nói. Hứa đại nhân tâm sự nặng nề rời cung. Vì gia tăng độ đáng tin, hắn bổ sung nói, trước kia rời cung, Hứa đại nhân đều sẽ tán gẫu vài câu với nô tài, mặt mày vui vẻ, nhưng hôm nay phá lệ khác, không nói nửa lời. Nguyên Cảnh Đế vất vất tay. Lui xuống đi. Lão thái giám lập tức nói. Tiểu hoạn quan sau khi rời khỏi tẩm cung, Nguyên Cảnh Đế không nói một lời ngồi thật lâu, nói, đi, mang Lan Nhi cung Cảnh Tú sách tới đây cho trẫm. Lão hoạn quan vâng dạ, từ từ rời khỏi tẩm cung. Lão thái giám dẫn theo một đội thị vệ, Ở trong ánh chiều tà xuyên qua tầng tầng tường cung điện, đến cung cảnh tú. Hoạn quan canh cửa rất xa nhận ra là đại bạn bên cạnh bệ hạ, nghênh đón, nói, công công chờ chút, nô tài đi thông báo quý phi nương nương. Chúng ta đang vội. Lão thái giám tát một cái mang hắn gạt ra, dẫn theo thị vệ tiến vào sân, xuyên qua tiền viện, liền nghe từng đợt tiếng khóc từ trong sân truyền đến. Lão thái giám đứng ở nội viện, cao giọng nói, quý phi nương nương, lão nô cầu kiến. Trong phòng Trần Quý Phi, một cung nữ hốc mắt ửng đỏ đi ra, nhỏ giọng lý nhí nói, nương nương mời ngài đi vào. Lão thái giám theo cung nữ vào phòng, thấy Trần Quý Phi ngồi ở trên ghế dựa lớn, trong tay cầm khăn gấm, thỉnh thoảng lau mắt một lần, mặt đầy bi thương. Nương nương đây là làm sao vậy? Lão thái giám kinh ngạc nói. Một hạ nhân bên cạnh bản cung, vừa mới đột phát tật bệnh, nói chết là chết, thái y không cứu về được. Trần Quý Phi bi thương nói. Cái này, lão thái giám an ủi nói, nương nương nén bi thương, cung nữ đó tên là gì? Lan Nhi. Lão thái giám vẽ mặt khựng lại. Đại bạn đến cung cảnh tú ta, là vì chuyện gì? Trần Quý Phi nhẹ nhàng nói. Lão thái giám nặng ra một nụ cười, bệ hạ phái lão nô đến an ủi nương nương, bệ hạ biết mấy ngày này, nương nương lo lắng hải hùng. Trần Quý Phi quay đầu sang chỗ khác, ai oán nói, bệ hạ ngay cả gặp nô tỳ một lần cũng không làm được sao? Lão thái giám cười gượng vài tiếng, đối với Quý Phi oán giận, không làm đánh giá. Hắn nói chuyện phiếm với Quý Phi vài câu, thuận miệng nói, Lan Nhi kia tuổi tác không lớn nhỉ. Lan Nhi tuy là người cũ của cung cảnh tú, nhưng Nguyên Cảnh Đế mười mấy 20 năm chưa từng lâm hạnh hậu phi, lão thái giám không có ấn tượng gì đối với vị thiếp thân cung nữ bất hạnh chết sớm này. Một đứa nhỏ đáng thương. Trần Quý Phi mặt lộ vẻ ai oán. Lão thái giám thuận thế nói, chúng ta đi xem đi. Hắn còn có một thân phận, chính là tổng quản nội vụ, thống lĩnh hoạn quan cùng cung nữ của hoàng cung, nhưng tầng thân phận này là chức xung hắn làm đại bạn của Nguyên Cảnh Đế tự mang theo. Phó tổng quản mới là người nắm quyền thật sự. Dù sao nội vụ tổng quản bận rộn công việc, căn bản không có khả năng hầu hạ mọi lúc ở bên cạnh hoàng đế. Cáo biệt Trần Quý Phi, lão thái giám ở dưới cung nữ dẫn dắt vào sương phòng phía nam, gặp được Lan Nhi nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch. Cho mời thái y khám chưa? Bẩm công công, khám rồi, thái y nói là bệnh não, không có thuốc nào cứu được. Lão thái giám nhìn chằm chằm Lan Nhi thật lâu, dặn dò, người cứ giao cho chúng ta đi. Hắn lệnh thị vệ mang đi thi thể Lan Nhi, vội vàng trở về phục mệnh. Quay về tẩm cung của Nguyên Cảnh Đế, lão hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn to trải tơ lụa vàng tươi của mình, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa. Nhìn thấy lão thái giám vượt qua bậc cửa vào phòng, hắn cũng chưa có phản ứng gì. Bệ hạ, Lan Nhi đã chết, lão thái giám thấp giọng nói. Thật lâu sau, Nguyên Cảnh Đế từng một tiếng, vị hoàng đế ở đỉnh quyền lực nửa giáp này, vô hỉ vô bi. PS nửa giáp, 30 năm. Hôm sau, Nguyên Cảnh Đế lại triệu tập buổi chầu, văn võ bá quan ở trong sắc trời mông lung, ngay ngắn có trật tự tiến vào ngọ môn, một bộ phận dừng lại ở quảng trường ngoài Kim Loan Điện, một bộ phận đứng ở bậc thang cẩm thạch ngoài Kim Loan Điện. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tiến vào đại điện, bộ phận này, ở trong miệng người kể chuyện, thống nhất được xưng là, trên triều đình, quan to quan nhỏ. Quần thần sau khi vào điện, Nguyên Cảnh Đế chậm một khắc đồng hồ mới từ hậu điện đi ra, ngồi ở trên ghế rồng thuộc về hắn. Sau khi vua tôi tấu đối bình thường, hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, bệ hạ, tam pháp ti đã xác minh xong, hoàng hậu quả thực là chủ mưu vụ án Phúc Phi. Thượng quan thị đức hạnh không xứng vị trí, mưu hại hậu phi, mưu hại thái tử, xin bệ hạ nghiêm trị. Đại lý tự khanh lập tức đi lên tán thành. Trong điện, văn thần võ tướng cùng với bộ phận huân quý nhao nhao tán thành, sóng âm nối liền. Cái này ý nghĩa, bọn họ ngày hôm qua đã bàn bạc thỏa đáng, phế hậu không thể so với phế thái tử, đó là việc lớn liên quan nền tảng lập quốc. Phế hậu chỉ là việc nhà của hoàng đế, chỉ cần có lý có chứng, chứng minh hoàng hậu quả thật thất đức, mà không phải hoàng đế có mới nới cũ, như vậy quần thần không có lý do, cũng không cần thiết ngăn đón. Phế hậu quan hệ duy nhất chính là vấn đề thân phận của tứ hoàng tử, phải biết rằng tứ hoàng tử là con trai trưởng duy nhất của Nguyên Cảnh Đế, rất nhiều người đặt cược ở trên người hắn. Bộ phận không tán thành, chính là phe cánh tứ hoàng tử. Không đợi Nguyên Cảnh Đế tỏ thái độ, Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng, trong điện lập tức im lặng. Bệ hạ, vụ án Phúc Phi có ẩn tình khác, hoàng hậu không phải là chủ mưu, chủ mưu thật sự là Hoàng Tiểu Nhu, nàng hại chết Phúc Phi, lại lừa thái tử tới Thanh Phong Điện, giả tạo ra vụ án này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.